Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video của Yến Chê Đa. Hôm nay trong cái video này sẽ là video chia sẻ với mọi người cách để mọi người có thể nhận biết được da của mình thuộc loại nào và da của mình đang trong tình trạng ra sao. Nhiều bạn nhắn tin cho Yến thắc mắc là bạn không biết tại sao mà mình càng dưỡng da, da mình lại càng xấu đi. Mặc dù mình đã mua cả một bộ dưỡng da từ các bạn beauty blogger review rồi, mình đã sử dụng rất là nhiều sản phẩm từ năm này tháng nọ, mình đã ngày ngày càng cố gắng nhưng mà mãi da mình không đẹp được. Chưa kể có trường hợp là càng dưỡng da, da càng xấu hơn. Các bạn rất là nhiều thắc mắc, vậy cho nên là hôm nay cái video này sẽ chia sẻ mọi thứ như vậy. Và bây giờ không nói nữa, tụi mình sẽ cùng đi vào bước nhận biết xem là da mình thuộc loại da nào. Da trên mặt của tụi mình sẽ chia làm hai khu vực là vùng chữ T và vùng chữ U. Vùng chữ T là vùng bao gồm trán, mũi, nhân trung. Vùng chữ U sẽ là vùng hai bên má và vùng cằm. Cách để nhận biết loại da thì bạn sẽ quan sát da của bạn vào mỗi buổi sáng khi bạn vừa ngủ dậy. Có 5 loại da dành cho đại đa số mọi người. Đầu tiên là da thường, tiếp theo là da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Da trên mặt của tụi mình sẽ chia làm hai khu vực là vùng chữ T và vùng chữ U. Vùng chữ T là vùng bao gồm trán, mũi, nhân trung. Vùng chữ U sẽ là vùng hai bên má và vùng cằm. Với da thường, buổi sáng khi ngủ dậy bạn nhìn thấy da của bạn căng, bóng, mềm, mịn. Da của bạn đều màu, lỗ chân lông nhỏ và nó không có quá nhiều khuyết điểm. Bạn có thể tự tin đi chơi khắp nơi, tự tin lâu lâu quên dưỡng da, quên tẩy trang, quên rửa mặt. Tuy nhiên da nó cũng không bị lên mụn hoặc là nó rất là dễ chịu với những sản phẩm mới. Chúc mừng bạn, đó là da thường. Da thường là da mà rất đáng ngao ước của tất cả tụi con gái tụi mình. Tại vì da thường là da rất dễ dưỡng và nó lại khó kích ứng. Có thể nói là da thường là da tập trung tất cả tinh túy trong cuộc đời này. Thứ hai là da khô. Buổi sáng khi bạn ngủ dậy, bạn nhìn thấy khu vực chữ T và chữ U của mình á, da bị bong chóc, cảm giác rinh rít vì nó khô. Hoặc là có những cái lớp tế bào chết nó bong lên luôn á, thì đồng nghĩa với việc là da bạn là da khô. Với da dầu, ý nghĩ là da dầu là da tụi mình sợ nhất với con gái. Vì đại đa số những câu chuyện mà Yến nghe được thì đều bắt nguồn vì tụi mình là da dầu. Da dầu, buổi sáng mình ngủ dậy, mình lấy một cái miếng giấy thấm dầu, mình thấm thử ở khu vực chữ T và chữ U. Mình sẽ nhìn thấy là giống như mình vừa đem cái miếng thấm dầu đó mình nhúng vô một cái tô dầu vậy đó. Cái miếng thấm dầu của mình nó ướt sũng vì dầu luôn. Ở khu vực chữ U của mình á, lỗ chân lông rất to. Và ở khu vực chữ T của mình thì mụn đầu đen rất nhiều. Da dầu là da rất dễ kích ứng và là da mà dễ để lại thâm mụn sau khi mụn. Da hỗn hợp là loại da mà mình có thể nhìn thấy khu chữ T của mình rất nhiều dầu và khu chữ U của mình á thì nó lại khô ráo. Lỗ chân lông của da hỗn hợp cũng khá là to. Da hỗn hợp cũng khá là kích ứng, tuy nhiên độ kích ứng của da hỗn hợp thì thấp hơn da dầu. Và cuối cùng là da nhạy cảm. Làn da nhạy cảm so với da dầu thì cũng thuộc dạng là đáng sợ, tại vì nó rất nhạy cảm với thời tiết, với môi trường, với những sản phẩm mới, hoặc là khi mà sức khỏe của bạn có vấn đề thì ngay lập tức da của bạn thể hiện ngay luôn. Vậy thì sau phần phân tích của Yến thì mọi người nhìn thấy đặc điểm chung tóm gọn lại: da khô là da nhìn thấy nhiều mảng da chết trên da, bị bong chóc da. Da thường là da rất đẹp, không nói nữa. Da dầu là da nhìn thấy mặt mình sau khi ngủ dậy rất là nhiều dầu ở cả khuôn mặt mình luôn. Da hỗn hợp là vùng chữ U, hai gò má, cằm của mình bị khô nhưng vùng chữ T lại rất nhiều dầu. Và da nhạy cảm là da đụng đâu là nổi mẩn ở đó. Với từng loại da thì mình sau khi quan sát trên da của mình, sau khi mình test bằng giấy thấm dầu, mình đã nhận biết được rồi. Vậy thì tiếp theo sẽ là những bước dành cho từng loại da. Đầu tiên, với da thường thì đây là loại da mà Yến sẽ không nhắc tới trong video ngày hôm nay, bởi vì đó là làn da mà tất cả mọi người đều mong muốn. Mỗi loại da thì sẽ có những sản phẩm và những bước dưỡng da khác nhau. Tuy nhiên là Yến sẽ tổng hợp cho mọi người những bước dưỡng da dành cho da dầu, da khô và da hỗn hợp, cả da nhạy cảm nữa. Với bốn loại da Yến vừa liệt kê thì cái bước đầu tiên quan trọng mà mình luôn phải nhớ trong đầu á là dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm giúp cho da khô của mình không có bị bong chóc, không có bị sần sùi và mình makeup sẽ đẹp hơn. Với da dầu, khi mà mình dưỡng ẩm á, thì tuyến bã nhờn của mình sẽ không tiết quá nhiều dầu, làm cho mình cảm giác lúc nào cũng nhớt vì dầu và khó chịu. Nó cũng là cách để làm cho mình không có bị quá nhiều mụn đầu đen cũng như là bị lên kích ứng và lên nhiều mụn viêm. Với da hỗn hợp thì cũng tương tự như da dầu, và với da nhạy cảm á, thì khi bạn dưỡng ẩm bạn sẽ tạo được một cái lớp màng bảo vệ trên da, vì vậy mà da mình sẽ đỡ nhạy cảm hơn rất nhiều. Cái nguyên nhân làm cho da mình khô hay là da mình đổ nhiều dầu nó cũng có thể xuất phát từ bên trong của mình nữa. Cho nên là cái việc mà bạn bổ sung nhiều vitamin và uống thật nhiều nước, nhất là vào những mùa khô nóng như thế này á, nó cũng hỗ trợ cho việc là không có bị da bong chóc hơn, làm cho tuyến của bã nhờn của mình được hoạt động ổn định hơn và không có bị mất cân bằng,
thay cho việc làm cho việc xuất hiện nhiều dầu hoặc là nhiều cái vết sừng trên da của mình. Một trong những phương pháp để da của mình mềm hơn, mịn hơn và da của mình không bị đổ dầu hoặc là bị bong chóc, đó là mình sẽ sử dụng dầu nhân tạo. Dầu nhân tạo là như thế nào? Da của mình nó sẽ có chỉ số pH cùng với lại một cái lượng dầu thừa trên da. Sử dụng dầu nhân tạo để tiết bã nhờn, bị hiểu lầm, bị đánh lừa là da mình đã có dầu rồi, da mình đã được dưỡng ẩm rồi, cho nên nó sẽ không hoạt động thêm, không đổ thêm dầu hoặc là làm da của mình thay đổi cái ổn định. Và trong số những cái dầu thực vật trên thị trường á, thì có thể kể tới dầu hạt phỉ hoặc là dầu jojoba, là hai trong hai loại dầu có chỉ số pH cũng như là chỉ số gần giống với lại da người. Nếu mà bạn áp lên một cái sản phẩm có chứa dầu jojoba hoặc là dầu hạt phỉ trên da của mình thì da mình sẽ được dưỡng bằng dầu nhân tạo cùng với việc là cấp ẩm ngay lập tức. Với da dầu và da hỗn hợp thì tụi mình hay có thói quen á, đó là dùng rất nhiều giấy thấm dầu trên vùng chữ T và vùng chữ U hoặc là ngược lại để cho những cái ngày nắng nóng ra quá nhiều dầu. Tuy nhiên á, là nếu mình sử dụng quá nhiều giấy thấm dầu á, thì cái lượng dầu thừa ở trên da của mình nó bị lấy đi ngay lập tức, tuyến bã nhờn sẽ tiết ra dầu để bảo vệ da của mình, nó được thông báo là da mất dầu, phải tiết ra dầu. Vậy cho nên là tụi mình sử dụng giấy thấm dầu vào những thời điểm thật sự cần, không lạm dụng. Dưỡng bên ngoài rồi thì cũng đừng quên dưỡng bên trong. Ăn nhiều trái cây hơn, uống nhiều nước hơn. Một trong những cái thức uống mà làm cho da của mình tệ hơn có thể tới kể tới cà phê. Tại vì cái lượng caffeine trong cà phê khá cao, cho nên là khi mình uống nhiều cà phê thì da mình sẽ đổ rất là nhiều dầu, nó làm mất cân bằng nội tiết bên trong. Nên là nếu bạn muốn mùa nóng này mà da bạn không bị đổ quá nhiều dầu thì nhớ đừng uống cà phê quá nhiều. Và video đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng nếu phần chia sẻ vừa rồi thì bạn đã tìm được là da mình thuộc loại da nào, da bạn bè mình thuộc loại da nào, da người thân của mình thuộc loại da nào, để mình có thể tìm cho mình sản phẩm phù hợp. Chứ không phải là thấy ai xài cái gì thì mình sẽ mua cái đấy, rồi ai sử dụng cái gì đẹp thì mình lại sử dụng, mình nghĩ là mình đẹp mà mình lại bị dị ứng. Đôi khi mình không biết là do mình mà lại cứ đổi lên sản phẩm. Ý hy vọng là video này giúp cho bạn một chút xíu gì đó trong cái quá trình skincare làm đẹp của bạn. Và video đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng bạn thích video này và đừng quên like và subscribe channel Phiến. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.